Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Một tuần trôi qua nhanh thật đấy. Vậy là hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái giải Championship rồi. Đấy, thế nên là hôm nay thì tôi cũng xin được chúc anh em thi đấu tốt anh em nhá. Chúc anh em chọn bài gì ra bài đấy. đây rồi, Heaven Bomber này. Được, chơi gì đấy? Chưa biết chơi gì anh em ạ, trận này khả năng không chơi mết đâu. Trận này mết không có mấy cái con quan trọng ở trong bộ mết. Để tôi xem là chơi gì cho nó hợp lý. Ok. Không phải chứ. Ôi giời ơi, thua. Hai sao thua. À, chán đời thật sự. Gặp ngay thằng Assassin ạ. Up được cái lên 4 xong rồi còn có cái Blink cho con Skull Hunter. Đẩy 5 máu luôn. Thề. Như thế người ta gọi là đen đấy anh em. À từ từ nhá. Này, ở đây ra mèo này. Ra mèo à. Trên này không có mèo 5 đô nhỉ. Nhưng mà có 3 mech. Hiện tại chúng ta có thể lấy 3 mech vào. Ba goblin, ba mech, nhưng tôi sợ là không ăn được bốn con mà có ba mech thì tôi sợ không ăn được. Cứ để cái con thunder đấy anh em ạ, con thunder mạnh để thunder xoay quạt mạnh hơn. Ok, đừng bảo không xoay quạt nhá, đúng rồi, phải xoay được quạt chứ. Ok, đừng bảo round này lại thua tiếp. Ok. Không. Không thể nào mà thua được. Rồi. Nếu mà thua tiếp thì đen quá. Hai sao mà vẫn còn thua được thì chịu. Rồi thôi, bây giờ up cấp lên để cho mech vào này. Từ bây giờ nếu mà chúng ta thắng, chúng ta sẽ có cái free roll. Chưa biết chơi gì đâu, thôi cứ để đây. Vừa nãy tôi quên mất tôi không mua con sâu ấy. Con sâu nếu mà trong trường hợp có thể là đánh insect cũng được. Đánh insect toy ấy. Anh em cứ yên tâm là hôm nay nó cũng như cái tuần trước thôi. Các cái đối thủ nó cũng sẽ không có quá mạnh như vòng bán kết đâu anh em ạ. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm. Nếu mà cái tuần trước anh em thi đấu anh em chưa được tốt lắm thì anh em có thể tuần này anh em gỡ lại cũng được. Đây rồi. Quá hợp lý anh em ạ. Cái cơ hội là vẫn cho tất cả mọi người anh em ạ. Biết đâu những cái thằng mà đánh ở cái tuần trước ấy nó đánh tốt đúng không? Nó được top 1 top 2 nhưng mà tuần này làm 3 con 8 thì thôi cũng xác định loại. Đấy. Nên là cái cơ hội nó vẫn là của tất cả anh em. Anh em cứ vào anh em thoải mái anh em chơi đi, không phải ngại đâu. Như tôi này, tuần trước tôi 3 con 4 nhưng mà không sao hết. Tôi vẫn tự tin là tôi vào. Dã man, tự tin quá nhỉ. Tôi vẫn tự tin là tôi vào giải vào tiếp cái vòng trong đấy anh em ạ. Tôi vẫn tự tin là như thế. Đấy. Tôi biết là có rất nhiều người tuần trước là gặp tôi gạt giò trong giải rồi. À, tôi biết rồi. Thế là tuần này là tôi cái tự tin của tôi nó phải x2 x3 thì tôi mới có cái cơ hội tôi vào. Thế thôi, tôi cứ tự tin thôi. Nhá anh em nhỉ. Đấy. Tôi thật với anh em là tuần trước chả qua là gì, là bọn nó sờ pham cái bộ gót du xoay thôi. Mà lúc đấy thì mình đang trực trạc với cả cái gọi là rank meta rank là vào trong meta championship mà chưa coi như là ổn định. Chưa nhận ra được là hóa ra là cái bộ gót đỏ nó lại đang là thế lực ở trong đấy. Chứ còn thật với anh em cứ đợi đấy. Hôm nay tôi làm cho 4 con 1 luôn, xong rồi vào bán kết. Để xem là có được không nhá. Ok. Tuần này tôi chấp mấy cái thằng chơi du xoay luôn đấy. Hứa với anh em luôn. Chấp tất cả thể loại du. Càng đông người chơi du càng sướng. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Các cái đội hình để counter cái bộ đấy rồi. Yên tâm anh em ạ. Thực ra là có gì khó đâu. Chỉ việc là chơi những cái đội hình ở trong rank thôi. Đấy, mình vào mình không chơi mấy cái đội hình trong rank.
nên là mình mới thua. Chứ còn nếu mà mình chơi với cái đội hình trong rank ý, thì mình không không thua đâu. Tôi khẳng định với anh em luôn. Chả qua là sợ vào trong giải đấu cứ kiểu đánh cẩn thận quá, toàn đánh kiểu Feather với cả Saman các thứ đi, rõ ràng là thua. Bây giờ vào làm quả 9 Warrior với cả Hunter đi, xem có dám chơi du xoay không. Chỉ cần cái bộ trong truyền thuyết ấy nó có con Lancer thôi, chắc chắn là tôi chơi Warrior, không nói nhiều. Dù có mà xoay cả ngày cũng không bao giờ có thể là giết được cái con Lancer. Trong khi đấy Lancer thì nó đập cho chục phát thì chắc là cũng ngửa. Trận này bây giờ chơi mết thì là chơi Saman này. À chơi không, không chơi Saman. Chơi thử Insect không nhỉ? Thực ra cái Insect thì nó phụ thuộc vào cái đồ của con mèo. Insect mèo nhưng mà không có mèo 5 đô thì nó cũng sẽ không, sức mạnh nó cũng sẽ không được 10 điểm đâu, nó chỉ được 9 điểm thôi. 9 điểm thì nó phải có cả ra cả gương, nhiều gương với cả nhiều gấu, nhiều heo nữa thì mới được anh em ạ. Được, đấy có chuỗi này. Đánh cứ từ tốn thôi. Đây này, heo này. À quên, không phải heo, mèo. Đấy, mèo này. Con nữa được không? Doom à? Được, cái con này là phải lấy đấy. Con này chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cái con Doom. Tí nữa thế nào mà chả gặp mấy cái thằng chơi gót du xoay. Cái bộ đấy bây giờ đang hot thế nào không có thằng chơi, yên tâm. Chuẩn bị sẵn Doom ở đây đi. Nào sau mà đủ tiền thì chắc là cũng lên level 7 thôi. Giữ cái chuỗi này cái đã. Ui, ra già này. À thế chơi mết rồi. Thế thì chơi mết rồi. Ra già. Cho 3 mét vào nhỉ. Ok. 3 mét này. Ui nhưng mà thằng này có vẻ như là nó sẽ cắt cái chuỗi này của tôi mất. Nó lên 7 à? Ra quẹt trưởng cũng đau hết đấy. Tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được thôi. Chủ yếu là cho già vào để kiếm sách thôi anh em ạ. Tí nữa tôi cũng không chơi đâu. Kiếm sách thôi. Tí nữa tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển sang là cái bộ Insect ấy. Trận này mết không mạnh ấy. Nhìn truyền thuyết mết không mạnh. Nhiều khi là chúng ta chơi gì chúng ta bài ra là một chuyện, nhưng mà phải xem cái bộ truyền thuyết nữa anh em ạ. Xem tương lai nó có cái khả thi ở top 1 không. Đấy, còn đương nhiên là bài mà nó ra ấy, thì cũng tận dụng, cũng chơi thôi. Nhưng mà chơi đến cái mức độ nào đấy thì cũng sẽ bán đi thôi, chứ cũng không theo đến cuối được. Cái trận này nó không có những cái con 5 đô mạnh ở trong cái bộ mết. Không có gót mết mạnh, không có rồng. Rồng 5 đô không có nên là cái việc chơi ấy, gần như là không chơi rồi. Ngay từ đầu xác định là không chơi mết rồi. Ok. Đấy, ngoài ra nhá, trận này tôi thấy là có cả Exit này. Đấy, có cả Exit nhá. Thì chúng ta sẽ chơi, tôi nghĩ là chơi Insect nó là một cái sự lựa chọn rất hợp lý luôn. Vừa counter và Exit luôn. Vậy là hai con Thunder à? Cho vào đánh Sivet rồi nhỉ. Giữ cái chuỗi anh em ạ. Ưu tiên giữ chuỗi. Tôi chắc tôi ưu tiên giữ chuỗi thôi. Chứ còn tôi sách thì tôi cũng chả cần. Tôi có cần lên 11 đâu mà. Tôi cắn sách để tôi tiết kiệm cái tiền up cấp thôi, chứ còn tôi cũng không có nhu cầu lên 11. Chuyện này đánh ở level 9 ấy chứ. Level 8, level 9 thôi anh em ạ.
Ui thằng này cá lông 2 ạ, phải đái 6 Goblin cá lông 2 6 Goblin luôn. Thế nhưng mà vẫn thua, vẫn thua. Đấy, đánh cẩn thận cho Sivet vào quá hợp lý. Đây rồi. Này được không? Có cái công nghệ. Lên 8 mới kẹp 3 mét được. Để cái này đi. Có 2 sao chẳng nhẽ vứt ngoài đúng không? Để cái này được rồi. Làm nào giữ được chuỗi sau round 15 là ok. Lốt round này đi, đừng có mất chuỗi nhá. Ok. Đấy, Exit này anh em này. Đấy, phải cẩn thận cả Exit. Exit bây giờ cũng khỏe lắm. Chính cái bộ này là cái bộ mà counter và bộ gót đỏ đấy anh em ạ. Exit, ô, kìa. Ui mày thế. Tí mất chuỗi. Sợ thật. Đây rồi, insect đây rồi. Bán con này đi, lấy 40 tiền. Được không? Tôi nghĩ là hợp lý đấy. Ui, có thằng chơi mết kết hợp với Exit à? Càng ấy. Càng ấy, càng ấy, càng ấy. Này đi. Vừa có công nghệ mết lại vừa có sách luôn. Kiếm một quyển sách. Nói chung là cái trận này ấy, tôi cũng lấy đồ nó cũng chuẩn insect rồi anh em ạ. Tí nữa đồ nó sẽ dành cho con gấu, dành cho con heo. Chúng ta sẽ lấy luôn từ bây giờ luôn thì nó mới kịp được. Chốt luôn từ bây giờ đi. Đấy, quá tuyệt vời. Ok. Cho insect vào luôn cũng được nhá. Cho insect vào luôn anh em ạ. Hai insect này kết hợp với cả Sivet 3 mech vẫn rất là ok. Đấy. Tiết kiệm tiền thôi. Thực ra cái con mèo này bây giờ nó là cái ngưỡng mà 2 sao thì hơi khó. Chúng ta sẽ phải roll nhiều đấy. Không sợ. Thằng này được chuỗi cộng 10 này. Eco chuỗi cộng 10 cơ. Ác nhá. Sắp đi rồi. Ok. Được, 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 được. Đủ 4 insect này. Bây giờ chúng ta đủ 4 insect rồi. Có điều là bây giờ chưa có nhiều hiến tế nên là cũng chưa cho vào được. Phải có hiến tế, phải có hiến tế 4 tiền ấy thì mới chơi được. Ai à, thằng du xoay kìa. Anh em có tiền không? Đúng thật luôn. Nhật Bản chơi du xoay nhá. Full 2 sao. Càng thật. Chắc gặp thằng đấy mất chuỗi rồi. Tầm này mất chuỗi rồi. Dù xoay mà nó to như thế nó cắt chuỗi cho tôi nó xanh quá nhỉ. À, bây giờ cũng không làm cách nào hết được ấy. Tầm này bây giờ làm nào giờ? Lên 9 à? Chả nhẽ gì lên 9 kẹp Doom. Bây giờ chuỗi 11 này bây giờ có liều lên 9 phát kẹp Doom. Doom trúng vào con Scottman thì may ra mới ăn được. Anh em ạ. May ra mới ăn được. Mà trông có vẻ như không ăn được. Hay thôi, chấp nhận mất chuôi cho nó thôi. Phải không anh em? Bây giờ tôi cũng không có tìm cách nào để mà ăn được ấy.
bài của chúng ta nó quá nhiều một sao, bây giờ phải ra được là 3 con mèo nữa thì khó lắm. Tầm 44 tiền này mà Ron có khi hết tiền không ra nổi. không liều được anh em ạ, không liều quả đấy được, không liều cái kiểu thế được. Khó lắm. Đây gặp rồi này. Hồ. Chấp nhận mất chuỗi thôi anh em ạ. Đấy, Swordman nó con bớ đúng là con sâu của tôi. Thôi chịu rồi. Bài to lắm, nhìn này. Không có cửa nào luôn ấy. Bài to quá rồi. Thôi chịu. Đấy anh em thấy không? Có áp thêm một cấp nữa thì vẫn bị đẩy thôi. Không ăn được đâu. Rồi chấp nhận. Để mà có 50 tiền mà roll ở level 8 anh em ạ. Đấy, bọn nó bây giờ bọn nó form được hết rồi. Bọn nó form 9m form được rồi này. 9m form được. Godzu xoay form được, Aegis cũng form được rồi. Bây giờ mà mình up cấp lên là hết tiền, xong rồi mất chuỗi nữa là tôi toang luôn. Cái quả vừa rồi ấy mà tôi up lên 9 là coi như là tôi không tiền. Bây giờ tôi chả có chuỗi, chả có tiền. May không up đấy. Sự lựa chọn thế là sáng suốt rồi. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ phải roll ở level 8 để cho nó cái đội hình nó hòm hòm một chút, không là sẽ bị đẩy nhiều máu đấy anh em ạ. Tầm này bắt đầu đuối rồi. Chả ăn được ai đâu. Cái này bây giờ có 4 insect nhưng mà có hiến tế đâu, chả có hiến tế, chả có gì cả. Đấy, trong khi là cái bọn 9 feather, 9 mét các thứ nó form hết được rồi kìa. 6 goblin, 6 aegis, tất cả nó đều form rồi, tôi chưa form được anh em ạ. Tôi giờ yếu nhất luôn ấy. Vẫn bắt lại được thằng Aegis. Hai thằng chơi Aegis nhá. Chuyện này hai thằng. Quá ok. Ít nhất thì cũng đấm được cái thằng 9m với thằng Aegis cái đã. Vậy là chuyện này là chúng ta sẽ đánh được ba thằng đã. Đấm được ba thằng. Lốt round này tôi sẽ bán mấy con mech đi thôi. Roll tiếp anh em nhá. Chắc là phải roll đấy, phải roll thêm ở level này. Mèo mãi không ra. Ui, ra từng con một như này đến bao giờ. Thiếu hai con nữa mới bắt đầu là ổn áp. Hai con hai sao mới chơi được. Đấy, các thằng du xoay bây giờ nó đang có chuỗi cộng 6 rồi kìa. Nó cắt được cái chuỗi dài ngoằng của tôi xong bây giờ nó lại có chuỗi nữa. Xanh vãi đài ạ. Nó có nhiều tiền như thế, nó sẽ rôn ra con du 3 sao sớm ấy. Đánh ở level 8 là đủ bộ rồi mà. Bây giờ có cần phải lên 9 đâu. Đánh ở level 8 là đủ bộ, 6 đỏ kết hợp với cả 4 gót rồi. Bad Omen à? Được. Ok. Ui rồi đồ chán thế. Đồ này bây giờ làm nào đây? Đồ này chỉ có vứt đi chứ làm được cái gì đâu. Đúng rồi. Ok chưa? Vẫn thiếu một con insect à? Chỉ hai insect thôi. Hai insect rồi đã. Tạm thời thế này. Con Doom giữ lại nhá. Con Doom này không bán đâu. Tí nữa chơi với gót đỏ phải có Doom. Theo cái kinh nghiệm của tôi thì nó là như thế anh em ạ. 9m này. Bỏ insect vào rồi nhưng mà gặp 9m. Cũng đỡ mất máu đấy. Cũng đỡ mất máu. 9m là sắp đi rồi. Doom à? Doom 2 sao à? Up lên 2 sao bây giờ phải cho con gì vào? Cho con gấu, gấu có thêm beat.
bớt đồ cho Doom nhá. Ok. Thực ra cái bộ gót du xoay, gót đỏ ấy, nó mạnh thì mạnh, nhưng mà cái bộ này của tôi ấy, nó cũng sẽ đánh được. Cái vấn đề ấy là con mèo nó có lên được 3 sao hay không thôi. Cái lúc mà nó xoay con mèo nó nhảy trúng người thì nó cũng chết thôi. Skill con mèo nó xuyên kháng phép anh em ạ. Nhảy trúng người thì chết thôi. Nhưng mà vấn đề ấy là con mèo này nó mãi nó không lên được 2 sao thôi. Đấy, trận này có hai thằng gót du xoay này. Thằng này cũng chơi gót du xoay này. Vãi cứt đẩy nhiều thế. Nó còn có một cái con Whisper Seer nó đẩy chứ. Ủa, căng vậy. Hỏng rồi. Ủa, nhiều thế. Vãi 22 màu. Hỏng rồi. Xả bớt đi tí anh em ạ. Sắp đi rồi. Chưa lên được con mèo 2 sắp đi nơi rồi đó. Cho mèo 2 sao nào. Gặp thằng Goblin ăn không? Goblin nó kẹp cá rồi ạ. Thề. Cái con Doom của tôi thì nó lại Doom vào con sao sao đi vô chứ. Không để Doom trúng được vào con Kalong 2 sao à? Sao rốt đến như thế nhở? May là ăn được ấy. Ui lại gấu này. Hay, hai con gấu 2 sao được rồi. Ủa nó đấy. Tạm thời bỏ Doom ra nhá. À thôi, không cần, bỏ hai con insect này đi. Chơi hai insect thôi. Nó Doom 2 sao để vào vẫn tín hơn. Đấy, mấy con insect này bỏ bớt ra. 9 phe giờ này. Dao này thì cũng thua rồi, chả ăn được. Cái bộ insect này nó lại sợ 9 phe giờ anh em ạ. Càng nhiều unit thì đấm con cây nó càng ra nhiều bóng thôi. Trừ khi là mèo lên 3 sao. Mèo lên 3 sao thì may ra dồn đam chết được con cây. Cũng khó đấy. Cây nhiều đồ cũng chả giết rồi. Mà cái thằng Feather này tí nữa sẽ bị thằng cót đỏ đấm chết thôi. Không sợ lắm. Chắc là tôi vẫn sẽ phải roll ra cái gương trấn phái cho con mèo đã. Bây giờ hiện tại chúng ta chưa có gương. Máu tụt kinh quá nhở. Xuống còn có 40 máu rồi kìa. Thậm chí máu nó còn ít hơn cả thằng gót đỏ luôn. Càng thật. Bây giờ phải thêm một con mèo nữa. Một con mèo 2 sao nữa. Chúng ta sẽ có thêm cả một cái slot nữa. Sau đó lên 9 kẹp vào hai con heo là cũng ok. Vấn đề phải ra thêm con mèo. Có lấy cái chiến thánh không? Thực ra chiến thánh cũng ngon, nhưng mà cái chúng ta hướng đến vẫn chưa có. Đấy chính là cái gương. Random thôi anh em ạ. Không có gương là bộ này toang đấy. Bộ này bắt buộc phải có gương. Hỏng rồi. Đồ insect này thừa. Lại xem đồ xanh dương tiếp nhỉ. Có lẽ là phải rèn đồ xanh dương tiếp rồi. Tầm này rèn đồ xanh dương thôi anh em ạ. Ok. Vẫn chưa có gương. Lấy quả cầu vực thẳm. Trời, có mết nên là lấy quả cầu vực thẳm đã anh em ạ. An toàn cả. Một Thunder xòe phát rồi. Cả 9 mét các thứ vào sợ lắm. Tốt nhất là đánh an toàn. Tạm thời thế này ạ. Không có chén thánh thì cũng phải có cái gương.
À, không có cái gương thì cũng phải có là cái quả cầu vực thẳng. Exit à? Exit Witcher anh em ạ. À. À, nhưng mà cậu ơi, tớ là Insectoid. Mẹ đi luôn không? Đi luôn 27 máu đi luôn. Xong. Exit Witcher bởi vì làm sao? Trận này là có cái con chúa quỷ anh em ạ. À, tôi nghĩ là đây là fan hâm mộ của Zequen. Zequen có cái bài đấy. À đây rồi, ui rồi ôi. Zequen là đánh cái bài đấy ở trong Championship. Spam cái bộ Exit Witcher đúng không? Roll này con cung đen lên xong rồi con chúa quỷ nó búp cho con cung đen 2000 dam. Đánh ở level 10. Dã man. Chưa kịp lên 10 thì bị đẩy chết rồi. Khó. Cái bộ đấy nó phải một là lên được 10, hai là gì? Hai là con cung đen lên được 3 sao. Gặp Insectoid đấm nó sấp mặt luôn. Trận này hai thằng Exit là tôi tính ngay từ đầu rồi. Gặp Exit là tôi đánh Insectoid rồi. Đấy, còn du xoay có ăn được hay không thì cái này nó là trình độ anh em ạ. Nó là thông thạo 10. Tức là cái bộ này ấy, thì nó không phải hẳn là counter vào cái bộ du xoay. Đấy, nhưng mà nếu mà tôi gặp du xoay thì tôi vẫn có cái con đường xoay sở. Đó. Chúng ta vẫn có con đường xoay sở mặc dù nó không phải là counter đâu nhá. Đấy, nhưng mà nếu mà lên được mèo 3 thì nó cũng là cân đấy. Nó cũng là cân kèo ấy. Chúng ta thêm doom vào. Đấy, còn về mặt chiến thuật thì là trận này là tôi counter chủ yếu là counter và Exit thôi. Ui vãi đái ạ. Lên được con Shadow 3 sao. Hỏng rồi. Nhưng mà thằng này gặp gót đỏ chắc đi. Này gặp gót đỏ đi thôi. 26 máu. Tôi thì tôi chịu. Tôi thua thôi. Vụ này thì nó lại counter ở bụng của tôi. Thế này. Con cây trâu à? Con cây trâu à? Thôi đừng có cho gặp cái thằng đấy nữa. Cứ gặp cái thằng Feather bị thua. Thôi roll hết tiền rồi anh em ơi. Sắp đi rồi. Kiếm con mèo 2 cái đã. Đấy rồi. À, con mèo này lên 2 thì cũng đỡ được một chút. Ít ra thì cũng chưa chết được ở round trước round 30 đâu. Nhìn thế thôi nhá. Nhưng mà cái trận này anh em nhìn đi. Anh em nhìn đi. Cân kẹo chưa? 33 máu là cái lượng máu của tôi. Nhưng mà tôi cảm tưởng như tôi sắp chết anh em ạ. Mà cái bọn nó nhìn à. Có những cái thằng mà nó có 12 máu, 17 máu. Nhưng mà nó lại không chết. Trận đấu cân thật sự luôn ấy. Cảm giác mình 33 máu sắp chết đến nơi rồi. Bọn nó vẫn đánh chuỗi thắng. Căng thẳng thật. Nhưng mà cái thằng 9m nó gặp tôi thì nó cũng đi thôi. Anh em ạ. Trận này kiểu nó bị cân ấy. Nó bị cân sức mạnh của tất cả các đội hình ấy. Rồi, Exit gặp tôi thì chắc chắn đi con gì nữa. Thằng này 31 máu thì đi là thì chắc chắn luôn, không nói nhiều. Ui giời ơi, ui giời, ui giời, ui giời. Làm sao? Như nào? Ui nhiều quá bạn ơi. Ui vẫn chưa đi. 27 máu thôi. Nhẹ nhàng tình cảm 27 máu thôi. Đấy, bất cứ ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thằng vừa lấy là 30 máu, bây giờ nó còn có 4 máu kìa. Anh em thấy chưa? Cái thằng top 2 lại là cái thằng top 6. Lại ra đi top 6. Cái thằng mà nhiều máu thứ hai lại là cái thằng mà ra đi trước. Đấy, tôi cũng thế, tôi gặp cái thằng Feather là tôi đi đấy. Anh em tin không? Tôi gặp thằng Feather là tôi dễ đi lắm. Tôi gặp hai round nữa tôi đi. Đừng có gặp cái thằng đấy là được. Cho gặp cái thằng cốt đỏ có khi lại ngon. Mà thôi cho cái thằng cốt đỏ gặp cái thằng Feather đi. Để nó đẩy chết cái thằng Feather hộ cái. Nói thật với anh em là cái trận này ấy, cái thằng gót đỏ ấy, nó chả sợ thằng nào đâu. Cái thằng mà nó đấm được cái thằng gót đỏ ấy, thì nó đi rồi anh em ạ. Đấy, cái vấn đề là thế. Cái thằng đấm được cái thằng gót đỏ là cái thằng Exit Witcher ấy, thì nó bị tôi đấm chết rồi. Thế là tôi không biết là tôi có phải là kẻ ngáng đường vĩ đại không, hay là nó, cái thằng gót đỏ là mới chính là kẻ ngáng đường vĩ đại của tôi. Khi mà thằng đấy nó đang lên được con Zuba thì cũng chưa biết là ăn kiểu gì. Sợ phết đấy anh em ạ. Đây gặp đây rồi, Zuba đây rồi. À, Zuba làm sao, làm sao, làm sao. Ok không, ok không, ăn được không. Ăn được không. Ăn được không, khó anh em ạ. Khó đấy. Khó đấy. À, không, không, không. Không khó, không khó, không khó, không khó.
Không khó bạn ơi. Không có. Ơ 21 máu à? 21 máu, 21 máu á. À. Làm sao? Như nào? Như nào? Ôi giời ơi anh em ơi. Ôi thật chết rồi, thế thì mình mới là cái kẻ ngáng đường vĩ đại rồi anh em ạ. Dã man. Tại sao giết thằng đấy sớm thế? Từ từ đã. Ôi giời ơi, sai lầm rồi. Không phải, tôi chưa muốn thằng đấy đi. Tôi chưa muốn thằng đấy đi, nhưng mà nếu mà thằng đấy đi thì là tôi đi rồi. Nếu mà thằng đấy đi thì ai mới là cái người giết cái thằng Feather đây? Vậy thì cái thằng Feather mới chính là cái kẻ ngáng đường vĩ đại anh em ạ. Trời ơi, kẻ ngáng đường vĩ đại đây rồi. Bây giờ thằng nào mới là giết thằng Feather? Giết hộ cái nhỉ? Ai giết hộ cái nhỉ? 9m à? 9m giết được không? 9m giết được, 9m giết được. Anh em ơi, còn một thằng nữa là thằng 9m. Hy vọng vào thằng 9m đang có chuỗi anh em ạ. Thằng 9m sẽ tiêu diệt được cái thằng Feather giúp tôi. Cố lên 9m ơi. Cố lên 9m ơi. Cố lên nhá. Mày là cái liềm hy vọng cuối cùng của tao đây. Liềm hy vọng cuối cùng đấy anh em ạ. Chỉ còn thằng đấy là giết được nữa thôi. Tôi thì chắc chắn là không giết được rồi. Sách này. Tôi thì chịu rồi nha anh em nhá. Còn bây giờ còn có duy nhất cái thằng 9m là giết được cái thằng 9 Feather đó. Cố lên. Đẩy phát 20 máu thì e là hơi khó ấy nhỉ. Đúng không? Liệu rằng là có thể là đẩy chết được không? Chín mét cố lên. Bán con này đi luôn, up 10 luôn. 9 mét cố lên nhá, gặp lần này gặp nó là phải là đẩy cho tôi là 20 máu luôn. Xòe quạt một phát. Bắn bùm chiếu phát nhất dương chỉ vào ngay vị trí con cây cho tôi nhá. Flame Wizard là phải tung trưởng vào vị trí con cây. Nhớ đấy. Đừng quên nhá. Ơ kìa bạn ơi, thế sao lại gặp tôi? Ủa thôi xong rồi. Kẻ ngáng đường vĩ đại ở đây là tôi. Ôi trời ơi, tôi giết chết hai cái thằng mà có khả năng giết chết được cái thằng bây giờ. Chính mình là cái người mà biết đi cái mạng sống của mình. Thế không thể tin nổi, tại sao nó lại cho gặp 9m nhỉ? Cay thật đấy. Thôi xong rồi anh em ơi, tôi là cái thằng giết chết hết bọn cái bọn đấy. Cái bọn mà giúp tôi được top 1 tôi giết chết hết rồi. Cay thật. Ôi thôi xong rồi. Thế là thôi xong rồi. Nào giờ? Thế thì xong rồi còn gì nữa? Ôi rồi ơi, tại sao Tuấn ơi, Tuấn ác vậy? Kẻ ngáng đường vĩ đại ở đây là tôi hay là cái thằng Feather đây? Chính ra tôi mới là cái kẻ ngáng đường vĩ đại đấy. Tôi ngăn không cho thằng Witcher vô địch nhá. Tôi ngăn không cho thằng Sáu Đỏ vô địch. Sáu Đỏ du xoay vô địch đúng không? Rồi tôi ngăn không cho thằng 9m vô địch. Và cuối cùng tôi top 2. Dã man. Thế bây giờ mèo 3 sao thì có cơ hội dí chết được con cây. Con cây mà tôi không biết cách nào giết chết được nó đâu. Khó thật sự luôn đấy. Thề làm nào giết con cây với cả cái vương miệng đấy. Nó có vương miệng anh em ạ. Cái vấn đề là có cái vương miệng đấy. Ồ trận này nếu mà thứ nhất là mèo lên được 3 sao này, thứ hai là phải có mèo 5 đô thì mới giết được. Mấy cái con như là con Shadow ấy vô tư, nhưng mà cái con cây này tôi chưa biết cái cách nào giết được luôn. Hỏng rồi, trâu quá anh em ơi, không đủ đam để giết. Cay không? Khó chịu thật. Làm nào bây giờ anh em ơi, có giải pháp gì không nhỉ? Đánh nó không mất máu kìa. Nó đầy máu rồi. Cày quá, thế thôi, sao thằng này dễ thế? Thằng này sướng thật đấy. Chỉ cần nằm không, xong rồi nằm chờ là giành chiến thắng. Chả phải làm gì. Tôi giải quyết hết cho bọn nó. Tôi giải quyết hết mấy cái thằng ngáng đường đi rồi.
Thằng này thậm chí nhá, nó còn không kẹp cá vào để nó đánh nhà 9 mét luôn. Tôi là cái thằng giải quyết hết anh em ạ. Cả Aegisit, cả cá tôi đều giải quyết hết cho. Cả gót đỏ tôi cũng giải quyết hộ cho rồi. Chả việc làm gì có được top 1, sướng thật. Nhiều khi chơi cái này xong vào giải có những cái ông mà được top 1 như này cũng sướng nha anh em nhỉ. Tự nhiên được top 1 chả phải làm gì. Bài thì cứ tự ra mà. Cây lên 3 sao từ đời nào rồi? Shadow lên 3 sao từ đời nào rồi ấy chứ. Thực sự là nó lên từ round 24 hay là 25 gì nó đã lên rồi mà. Nó có khác gì đâu. Bây giờ thì nó gặp cái nhà counter thì thôi dễ dàng quá rồi. Thật sự là bây giờ tôi chịu. Không làm gì luôn ấy. Con cây nó đẻ ra một đống đệ. Bây giờ mình càng đông thì càng thua thôi. Nhưng mà chịu, chả có dồn được tí đam vào luôn. Thề khó thật sự. Sao 34 này. Bây giờ roll ra là con mèo 3 thì mới có cửa. Nhưng mà không thấy ra mèo 3 anh em ạ. Hết tiền. Đập bố trứng cho Battleman không? Dồn đồ cho Battleman không? Thế này đi. Nói thật với anh em là nó cũng chỉ là gọi là giải pháp tình thế thôi, chứ còn cũng chưa biết là dồn nam kiểu gì. Trừ khi đệ Battleman rơi liên tục, rơi liên tục xuống phía dưới thì may ra. Đấy, Battleman của tôi đệ nó cũng rơi liên tục đấy chứ. Anh em thấy mưa thiên thạch nó nổ liên tục ấy, nhưng mà có giết được đâu. Khó thật sự. Thậm chí là còn mất nhiều máu hơn vừa lấy luôn anh em ạ. Thôi đi rồi. Cay nhờ. Sâu này thì có làm được gì không? Sâu 3 này. Nhưng mà sâu chỉ tổ gọi cho nó nhiều đệ hơn thôi chứ. Chả làm được cái gì luôn. Con cây đấy ạc máu luôn ạ. Thề 6 máu đi luôn không? Ui dùi vẫn còn một máu. Vậy là ra 36 rồi đi. Còn cái cơ hội nào cho tôi? Còn cơ hội nào không? Khó quá ta. Thực ra là chả có cơ hội nào cả. Nếu mà bây giờ ấy, nó có hai con mèo sẵn ở dưới thì tôi còn có nghĩ là có cái cơ hội. Có hai con mèo thì ra một con nữa lên 3 sao thì còn có tí gọi là hốp. Bây giờ chả có tí hốp rồi luôn. Thôi được rồi. Đánh theo kiểu là cống hiến thôi vậy. Sướng thật. Trận này tôi làm hết ấy, anh em ạ. À, anh em có công nhận không? Anh em công nhận điều đấy không? Trận này rõ ràng là tôi làm hết. Thế thằng Feather nó có phải làm gì đâu. Cuối cùng thì nó gặp tôi thì đương nhiên là nó ăn rồi. Thôi chịu. Lấy thêm một quyển sách nữa này. Hai gấu 3 sao thì mới cho vào được. Còn nếu mà cho con gấu này lên thì up cái con gấu lên 3 thì lại yếu. Có hy vọng nào không? Chống chá có cái hy vọng nào? Có cái chống hồi máu ở đây này nhưng mà rồi sao? Làm nào để có đam dồn? Rơi thiên thể liên tục chăng? Chỉ có thể là như thế thôi. Mưa thiên thạch liên tục thì mới ra. Rơi liên tục đi. Đấy, rơi mưa thiên thạch liên tục đi kìa. Anh em nhìn kìa. Một đống thiên thạch nó rơi xuống ấy.
rơi liên tục không ngừng nghỉ luôn ấy, nhưng mà cuối cùng làm sao được, vẫn không có đam để giết được nó anh em ạ. Thế mà nó là, nó đấm ngược lại luôn này, nó có bóng nó đấm ngược lại luôn. Thôi rơi đến như thế rồi mà không ăn được thì thôi chịu rồi. Dã man. Đấy anh em nhá, hôm nay chúng ta lại có một clip nữa. Tôi counter và bộ gót đỏ du đấy, rất là đơn giản đúng không? Chỉ cần một cái layup mà nói chung là rất là quen thuộc của chúng ta trong rank. Đấy, một layup rất là basic nha anh em nhá. Không như cái trận trước là có một con ca lông 3 sao thì anh em có vẻ như là không được thuyết phục cho lắm. Anh em nói là anh em không chịu. Nên là tôi làm này chắc anh em chịu chưa? Anh em chắc là anh em chịu rồi. Nếu anh em chưa chịu thì chắc là tôi cũng chịu thôi. Thế tôi cũng chả biết làm nào cả nha anh em nhá. Nói cho anh em là hôm nay có một cái trận đấu championship thật là may mắn để anh em có thể lọt được vào bán kết anh em nhé. Rồi anh em thấy hay để tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em chưa biết cách counter cái bộ gót đỏ du xoay, anh em hãy xem ngay clip bên trái của tôi nhé. Đảm bảo anh em luôn 100% là ăn. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, dồn toàn bộ đồ cho zipper và kết anh em nhé. Còn zipper nó bất tử luôn. Anh em hãy xem đi, hay lắm, anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.